À, xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay mình muốn phân tích một chút xíu về cuộc họp của Federal Reserve vào ngày hôm qua. Thì cũng chính là vì cuộc họp này mà stock market trong những ngày vừa qua rất là bất ổn. Sáng lên thì chiều xuống, thứ hai lên thì thứ ba xuống, nó nhảy tưng tưng như vậy. Và sau khi cái tin tức được đưa ra từ phía Federal Reserve vào khoảng 2 giờ rưỡi ngày hôm qua, thì stock market đang ở màu đỏ nhảy một phát lên 2% mọi người. S&P 500, Dow Jones, Nasdaq cái nào cũng lên 2%, 1,5%, 2% hết. Và nếu các bạn nhìn vào trong cái market ngày hôm nay, các bạn cũng thấy được một vài điều rất là thú vị. Ví dụ như là những cái công ty technology stock lớn, Microsoft, Google, Facebook, Apple, này, Amazon đã xuống rất là nhiều vào ngày hôm nay. Tuy là ngày hôm qua nó xuống một chút xíu vào buổi sáng và sau khi tin đưa ra từ phía Federal Reserve thì nó lên rất là nhanh, lên khoảng 1,5%, thậm chí là 2%, 3%. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó đã xuống lại rất là nhiều. Chỉ những cái stock về technology thôi mọi người, đặc biệt là những cái công ty big tech, Microsoft, Google, Apple, Amazon và Tesla cũng xuống rất là nhiều. Hiện tại vào lúc này thì Tesla xuống khoảng gần 4%, trong khi đó những cái công ty khác lại lên rất là nhiều, đặc biệt là những cái công ty về financial, những cái nhà băng, ví dụ như JP Morgan, Bank of America, các bạn cũng thấy là lên được khoảng hơn 2%. Wells Fargo cũng lên rất là nhiều. TD cũng là một cái bank mà mình đang giữ, cũng lên được khoảng hơn 1% mấy. Và thêm một cái sector khác, một cái lĩnh vực khác, đó là pharmaceutical. Những cái công ty về thuốc men này cũng lên rất là nhiều. Johnson & Johnson cũng lên một chút xíu. Pfizer hiện tại bây giờ đang ở trên cái đỉnh cao nhất của nó. Thời gian vừa rồi nó đã lên rất là nhiều, tại vì đây là một trong những cái công ty được hưởng lợi rất là nhiều từ cái việc là sản xuất vaccine cho COVID-19 này. Những cái công ty về energy, ví dụ như là ExxonMobil hay là Chevron cũng lên rất là nhiều. Và cũng chính là nhờ ba sector này, banking này, financial đó mọi người, cái pharmaceutical là những công ty về thuốc men, những công ty về energy đã kéo cái Dow Jones lên. Đó là lý do tại sao Dow Jones vào ngày hôm nay nó vẫn nằm ở màu xanh, nhưng mà S&P 500 và Nasdaq thì nát luôn mọi người. Nasdaq nó xuống khoảng gần 2% rồi. Những công ty về technology stock này, những cái công ty về technology, những công ty grow này, đặc biệt là các bạn biết cái gì không, những cái công ty về chip semiconductor xuống toe tua luôn. Nvidia xuống khoảng 6%, TSMC cũng xuống toe tua, ASML cũng xuống luôn. Chỉ có một cái công ty duy nhất mà nó đang nằm ở màu xanh, đó là Intel. Tại vì Intel là một công ty mình nghĩ hiện tại bao giờ nó rất là undervalued. Nó cũng trả tiền dividend ra và thực sự công ty này vẫn kiếm được vào rất là nhiều tiền. Cái value của nó rẻ hơn rất là nhiều so với những cái công ty như Nvidia hay AMD. Nhưng mà cái mức phát triển của nó, mức growth của công ty này về doanh thu thì nó chậm hơn rất là nhiều so với là Nvidia hay là AMD. Và đây cũng chính là lý do tại sao nhiều nhà đầu tư người ta không có thích Intel mà người ta nhảy vào người ta mua Nvidia hay là AMD thôi. Và bây giờ thì mình muốn nói lý do tại sao mà cái Nasdaq ngày hôm nay nó lại nát như vậy. Các bạn biết là sau khi mà cái Federal Reserve họp thì ông Jay Powell nói như thế này: tháng 12 này ông sẽ đẩy mạnh cái tiến độ tapering. Tháng trước giảm 15 tỷ, tháng này giảm 30 tỷ. Thì các bạn biết là hơn một năm rồi thì mỗi tháng tiền được bơm vào là khoảng 120 tỷ để mà mua bond đó. Nó đơn giản là bơm tiền đi, 120 tỷ. Tháng này thì giảm 30 tỷ, có nghĩa là chỉ còn bơm vào 90 tỷ mỗi tháng thôi. Và những tháng tới đây sẽ giảm một lúc khoảng 30 tỷ, có nghĩa là tháng 1 tới đây chỉ còn 60 tỷ. Tháng 3 này thì hy vọng là sẽ kết thúc cái việc tapering, cái việc bơm tiền vào để mà hỗ trợ cho nền kinh tế. Sau đó thì sẽ bắt đầu tăng cái interest rate lên. Thì để mình giải thích cái interest rate một chút xíu cho mọi người xem lý do tại sao thời gian này, khi mà chúng ta mua nhà này, chúng ta mua xe này, hay là take out một cái loan để mà làm business, thì cái interest rất là rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với những năm trước. Đó là tại vì khi mà Federal Reserve giảm cái mức interest rate xuống gần bằng như là zero, thì những nhà băng có thể mượn được tiền với cái mức lãi suất cực kỳ rẻ, gần như là zero. Và đó là lý do tại sao nhà băng nó cho mình mượn lại tiền của nó với cái interest rate thấp hơn so với là những năm trước, tại vì nó mượn từ phía chính phủ với cái interest rate là rất là thấp, gần như là zero. Và những năm tới đây, đặc biệt là năm tới đây, mình nói rõ hơn chút xíu luôn, năm tới đây thì interest rate sẽ được tăng lên 3 lần. Thì năm tới đây khi mà interest rate tăng lên thì có nghĩa là nhà băng cũng sẽ chạc tiền khi mà nó cho vay ra. Những cái nhà băng cho mình mượn tiền để mua nhà này, mua xe này, hay là cho mình mượn tiền để mà làm business, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến người dân rất là nhiều, khi mà phải trả tiền nhiều hơn cho cái interest rate cho nhà băng, cũng như
là business, đặc biệt là business. Và đây cũng chính là lý do tại sao những cái công ty phát triển, những cái công ty đang phát triển là những cái công ty đang cần rất là nhiều tiền để mà nghiên cứu sản xuất ra sản phẩm mới cũng như là mở rộng kinh doanh. Đó là lý do tại sao các bạn thấy là những cái công ty phát triển grow đó, những tháng rồi nó xuống toe tua. Thường thì cái market nó đi trước những cái tin tức đưa ra, thì các bạn cũng thấy rồi, trong thời gian rồi những công ty grow toe luôn mọi người. Để mình cho mọi người xem một vài công ty, ví dụ như Square này cũng toe này, xuống mấy chục phần trăm trong một tháng vừa rồi này. Palantir hay là SoFi hay là Airbnb xuống toe tua trong thời gian vừa rồi. Tại vì người ta biết là những năm tới đây interest rate sẽ tăng cao, cho nên là những nhà đầu tư đã bán trước hết rồi. Và sau đó thì người ta dùng cái số tiền đó người ta đầu tư lại vào những công ty mà thực sự kiếm ra được tiền, những cái công ty có thể đối phó được với cái mức lạm phát cao và cái lãi suất cao, những cái công ty không mượn quá nhiều tiền từ nhà băng, tại vì nó không cần phải lo lắng đến cái việc là interest rate tăng lên hay là cái inflation quá cao, tại vì những công ty này nó có thể nâng giá những cái sản phẩm, những cái dịch vụ của nó bán ra. Đó là lý do tại sao những cái công ty mà phát triển lâu đời, những công ty trả tiền dividend đó mọi người, trong thời gian rồi nó lên rất là nhiều. Và trong video này mình cũng muốn nói đến ba cái stock mà mình mua trong những ngày vừa qua. Thực sự là ba cái stock này mình đã có ở trong portfolio của mình rồi, và thời gian này thì nó cũng xuống một chút xíu, tại vì lý do chính đó là cái Covid mới, nó đã đánh một đòn rất là mạnh vào những cái công ty này. Và đặc biệt là ngày hôm qua market dip trước khi những cái quyết định được đưa ra từ phía Federal Reserve, thì mình đã trim bớt một vài share của JP để mà mua lại những cái stock này. Stock đầu tiên đó là Realty Income với giá là khoảng 65 đồng, và cái Realty Income này trong thời gian vừa rồi nó cũng đã phù bác từ cái điểm cao của nó, vừa rồi nó lên được 70 mấy đồng, bây giờ chỉ còn 65-66 đồng thôi. Và Realty Income cũng là một cái stock trả dividend cũng rất là ok. Hiện tại bây giờ thì cái dividend yield của nó là khoảng 4%, và nó tăng cái tiền dividend nó trả ra cho mọi người hàng năm liên tục luôn mọi người. Đây là một cái monthly nó trả hàng tháng. Và hiện tại bây giờ mình đã có khoảng 10 xe, gần 10 xe của cái Realty Income, và tiếp tục mua thêm nếu mà ở cái mức giá này. Thứ hai nữa, một cái stock thứ hai mà mình mua, New Residential Investment. Đây cũng là một cái REIT luôn, nhưng mà về residential có nghĩa là nó mua nhà và nó cho mướn, sau đó nó dùng cái tiền rent đó để mà trả cái dividend lại cho những nhà investor của nó, những người đầu tư của nó. Thì với cái stock này hiện tại mình đã có 75 share. Hiện tại bây giờ này nó có cái dividend yield là khoảng gần 8%. Và cuối cùng đó là VC Property. Thì với cái stock này mình cũng đã làm một video về nó rồi, nếu bạn nào chưa xem có thể xem lại. Và vừa rồi mình mua thêm 4 xe của VC Property vào ngày hôm qua, khi mà cái market dip trước khi những cái quyết định đưa ra đó. Và mình sẽ tiếp tục mua thêm những cái stock về REIT này, về real estate này. Lý do là mình nghĩ với cái mức inflation cao như thế này thì những cái công ty mà có tài sản nó sẽ được lợi rất là nhiều. Và tuy là nó còn có nợ từ phía nhà băng đi, những cái mortgage của nó đi, nó vẫn được lợi rất là nhiều từ cái mức inflation cao như vậy. Và đây là những công ty thực sự nó kiếm ra được tiền, và nó cũng chia sẻ cái số tiền lợi nhuận đó cho mình bằng cách là trả cái tiền dividend ra luôn. Realty Income khoảng 4%, VC khoảng 5%, và New Residential Investment 7%, gần 8%. Cho nên là với cái tình hình hiện tại vào lúc này thì mình sẽ cố gắng tiếp tục mua thêm những cái dividend stock, đặc biệt là những cái real estate stock này, tại vì nó sẽ có rất nhiều lợi thế so với là những cái stock khác, khi mà cái mức inflation, cái mức lạm phát cực kỳ cao vào lúc này. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình.